Trên mình cách đang thấy đây là siêu phẩm Tần Thủy Hoàng, cột 12 chân 14, hàng siêu khủng. Đấy, trương liền này, cuốn lên liền này, vách tựa là liền khối này, đục thủ công bằng tay này. Đó là một siêu phẩm mang thương hiệu Thành Luân của tôi. Cột liền. Đấy, vách tựa liền khối. Chân vuông 14 phân. Chân vuông 14 và cái dáng ghế này quý khách có thể thấy đây. Thành Luân xin kính chào quý khách. Và hôm nay là những ngày cuối tháng 5 2021, Thành Luân trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một siêu phẩm bộ bàn ghế phong khách được Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Phía sau lưng tôi, bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12 chân 14, hàng siêu đỉnh cao được chúng tôi vừa hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Vũ Trung Kiên đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Vâng, xin mời quý khách cùng theo chân đầu gỗ Thành Luân đi vào nét chi tiết của sản phẩm trên. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là siêu phẩm bàn ghế phòng khách cột 12 chân 14, hàng siêu khủng. Hàng này chúng tôi nhấn mạnh là hàng siêu khủng, siêu đỉnh cao, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng. Đấy, theo đơn đặt hàng của anh Vũ Trung Kiên đến từ Trảng Bom, Đồng Nai, anh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân thì ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng thì là đã chuẩn bị đóng gói để đi bàn giao cho đình anh. Và chúng tôi có quay lại đoạn video clip này để giới thiệu với toàn thể khách hàng. Trước tiên đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi giới thiệu một chút về thông số kích thước của cái sản phẩm này. Đấy, về thông số một phòng khách kê được bộ bàn ghế 10 món mà như chúng tôi đang kê này thì là chiều ngang tầm độ khoảng 4m và chiều sâu tầm khoảng 3m8. Đấy là kích thước thoải mái. Và còn rất nhiều kích thước, ví dụ chúng ta là 3m nhân 3m cũng có thể kê được bộ này. Đấy, và sau đây Thành Luân sẽ cùng với khách đi vào đường nét chi tiết. Bộ sản phẩm này Thành Luân chúng tôi làm theo yêu cầu, theo đơn đặt hàng của anh Kiên. Đây là chúng tôi làm hàng đỉnh cao, hàng đẳng cấp. Đây gồm có một chiếc đoạn dài, dài phù bì tầm độ khoảng 2m8, hàng siêu đỉnh cao luôn. À, siêu đỉnh cao ở đâu thì quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết để quý khách hàng thấy được. Là ví dụ như cái phần phông này, phần vách tựa lưng này, chúng tôi là đục thủ công bằng tay, đục thủ công bằng tay. Và đây là tấm ván, cả tấm ván liền khối nhá. À, cái phần trương chúng tôi cũng làm liền luôn, phần trương chúng tôi làm liền, các cái xoáy này liền với cả trương đó. Cột thì chúng tôi làm dáng nó rất chi là cong, cột rất cong, cột liền luôn đấy, kể cả những cái tay mu rùa này, tay mai rùa này. Đấy, liền hết nhá, liền từ cái xoáy nhỏ này, liền hết này. Đó, đây là siêu đỉnh cao. Và tiếp theo, cái bộ này là bộ cột 12 chân 14. Và chân này chúng tôi làm vuông 14 phân. Và chúng tôi khẳng định rằng cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tuy là cột 12 nhưng nó sẽ đẳng cấp, nó sẽ to cao dài rộng hơn hàng cột 14 ở trên thị trường rất chi là nhiều. Chúng tôi dám khẳng định luôn. Đấy, thông số của chúng tôi còn to cao hơn cả bộ cột 14 ở thị trường. Đây là bộ cột Tần Thủy Hoàng cột 12 chân 14, hàng siêu khủng, siêu đỉnh cao và đẳng cấp. Quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Nó quá đẹp và quá đỉnh cao luôn. Đây, chúng tôi sẽ đi gần lại với lại cả chiếc ghế dài. Cái trương này chúng tôi làm liền này. Bình thường hàng thị trường cái xoáy này chúng ta là rời bắn đinh vào, nhưng đây là hàng liền, trương liền, liền. Đấy, cái vách tựa này cũng là liền khối này, vách tựa này là liền khối này. Đấy, giấy 5 phân. Đấy, đục thủ công bằng tay. Khách sẽ theo dõi thì chúng tôi sẽ đi ra phía sau thì chúng ta nhìn nữa sẽ đặt chi tiết hơn về cái liền lạc nó như thế nào. Cái dáng ghế thì chúng tôi làm nó chân quỳ dạ này, dạ liền, nó rất chi là đẹp. Chân vuông 14 phân, cái dáng này, cái ghế của chúng tôi nó cao hơn cái ghế thông thường trên thị trường rất nhiều. Chúng tôi dám khẳng định vậy. Vân gỗ thì chúng tôi không phải giới thiệu nhiều bởi vì nó thể hiện hết ở đây rồi. Đấy, anh Kiên là một khách hàng đã đặt của Thành Luân rất nhiều hàng. Và trước tiên chúng tôi sẽ giao cho anh một bộ Tần Thủy Hoàng ở trước. Đấy, sau đó là còn các cái bộ bàn ghế Hoàng gia, nội thất phòng khách Hoàng gia anh cũng đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và chúng tôi đang trong quá trình là chế tác này, vân gỗ đây. Vân gỗ của chiếc đoạn dài đây. Quá đẹp. Quá đẹp. Đây, ghế đơn này. Khách này nhìn thấy hai chiếc ghế đơn này. Cái dáng ghế cũng rồi làm nó không còn cái điểm nào để chê nữa. Đấy, từ cái khâu chọn gỗ không tì vết đó, sau lại kỹ thuật làm của những người thợ tay nghề tầm cỡ nghệ nhân, tay nghề rất chi là cao. Đấy, chế tác lên cái bộ bàn ghế này không hề đơn giản. Mọi thông tin chi tiết về cái sản phẩm Tần Thủy Hoàng, khách có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân của tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và tiếp nữa là một chiếc bàn rất chi là lớn cộng với một đôn đầu bàn. Đôn đầu bàn này chúng tôi là đục thuận buồm xuôi gió. Khi chúng ta chơi bộ bàn ghế này của đồ gỗ Thành Luân tôi thì khách hàng được chơi những cái cảnh phong cảnh như tứ quý, tùng cúc, trúc mai và tranh thuận buồm xuôi gió. Và cái mặt bàn lớn này chúng tôi làm rất rộng,
rất rộng và ván mặt là liền khối, ván mặt liền khối dày 2 phân rưỡi, dày 2 phân rưỡi đục tích cửu ngư quần hội đó. Khi chúng ta chơi một bộ bàn ghế này, chúng ta được chơi kèm theo là mấy bức bộ tranh đấy, cửu ngư quần hội thuận buồm xuôi gió. Cái bàn này chúng tôi làm rất cong và đẹp từ những cái bàn cái đôn siêu phẩm này đang được Thành Luân chúng tôi trưng bày tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vâng, và phía sau đây, phía sau các bộ bàn ghế đây, vân gỗ này, quý khách nhìn này, vân gỗ này, vân gỗ đây, đấy liền, chúng tôi giới thiệu liền, liền là liền thế nào, đấy, phần trương này, trương này, trương liền, xoáy liền, đấy, vách tựa liền khối này, vách tựa liền khối này, đó, kể cả cái miếng ván ở phía dưới này chúng tôi cũng làm liền hết, làm đẹp từ trong ra ngoài. Đẹp từ gầm trên mặt. Anh Kiên thì là anh đang sống ở Trảng Bom, Đồng Nai. Anh không thể về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để chiêm ngưỡng cái sản phẩm này, thì là chúng tôi có quay lại video clip này để anh Kiên thấy được. Và chúng tôi cũng dám khẳng định rằng sản phẩm chúng tôi là chưa giao hàng và ông chưa nhận hết tiền của anh Kiên, nên chúng tôi dám khẳng định rằng các sản phẩm này của Thành Luân chúng tôi khi được bàn giao, chúng tôi sẽ khẳng định là anh Kiên không thể chê được một cái điểm nào. Đấy, chúng tôi khẳng định luôn là anh Kiên không thể chê được. Nó quá đẹp, quá đẹp và quá đỉnh cao. Lượng hoàn thiện của Thành Luân chúng tôi cực kỳ là kỹ. Đấy, chúng tôi là toàn bộ cái sản phẩm này được phun trần luôn, phun trần không bắn màu, không bắn màu. Đấy, riêng sản phẩm của Thành Luân chúng tôi là gỗ như nào chúng tôi phun trần như thế, thì nó thể hiện được cái độ mộc mạc cũng như là cái độ đẳng cấp của cái loại gỗ hư đá này. Vần gỗ rất đẹp. Đây, cái dáng ghế này từ cái chiều ngang này chúng ta nhìn này, quá đẹp. Cái tay cuốn vuông làm rất cong. Đấy, chân vuông 14 phân. Nó to cao dài rộng hơn hàng thông thường rất nhiều. Chúng tôi khẳng định rằng như vậy. Đấy, gồm một chiếc đôn ngồi nữa đây. Chiếc đôn ngồi đây. Thì hôm trước chúng tôi đang hoàn thiện mộc cái bộ bàn ghế này, thì là có một gia đình một anh khách hàng đến từ Hưng Yên, cũng về cơ sở của Thành Luân, Yên Mỹ Hưng Yên, về cơ sở Thành Luân để đặt một bộ bàn ghế tương tự như này. Đấy, thì chúng tôi cũng đã nhận đặt hàng của anh rồi. Vâng, và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo 2 số điện thoại trên màn hình. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và mọi thông tin ý kiến đóng góp quý khách vui lòng comment bình luận dưới video clip dưới này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý hàng cho ra mắt nhiều sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao hơn. Thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.